Trước đây á thì có rất là nhiều bình luận, ý kiến trái chiều vì sao chị Cẩm Hương lại xây ngôi nhà lớn như vậy. Lại có những cái bình luận tiêu cực như thế này: chị Cẩm Hương là một người có lòng tham không đáy, lại xây một cái căn nhà to như vậy rồi không có tiền, làm dở lỡ. Thì thật ra thì những người hiểu mình thì ít, những người không hiểu mình thì rất là nhiều. Những người hiểu mình thì đã chung tay, đã góp phần lo cho mình được như thế này rồi thì mình rất cảm ơn. Còn những người đã, người ta đã không hiểu mình thì bây giờ mình có giải thích hay là có gì thì cũng vô ích thôi. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Thành thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày hôm nay có mặt ở đây để cập nhật lại tình hình xây ngôi nhà mới của chị Cẩm Hương, là con của ông Tư, một người nhặt ve chai trên sông. Ngôi nhà này á, chị mới khởi công lại 2 ngày nay thôi. Trước đây á thì có rất là nhiều bình luận, ý kiến trái chiều vì sao chị Cẩm Hương lại xây ngôi nhà lớn như vậy. Lại có những cái bình luận tiêu cực như thế này: chị Cẩm Hương là một người có lòng tham không đáy, lại xây một cái căn nhà to như vậy rồi không có tiền, làm dở lỡ. Và để hiểu rõ thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị xem những cái bình luận này nha. Dẫu biết rằng á, ở trên mạng xã hội á, có rất là nhiều ý kiến trái chiều với nhau, người ta nói là 9 người 10 ý. Nhưng những ý kiến trái chiều đó khiến cho những người trong cuộc, những người thực hiện cái công trình này đó, như chị Cẩm Hương thì phải nhiều đêm thao thức. Những người giúp đỡ chị Cẩm Hương á, thì lại băn khoăn, lo lắng với những cái bình luận tiêu cực đó. Chúng ta chỉ mong rằng mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nhau có thể. Còn không á, thì chúng ta không thích những đoạn video hoặc là không thích sự giúp đỡ như thế này, chúng ta có thể bỏ qua. Còn chị Cẩm Hương là một người phụ nữ nuôi 2 người con ăn học và người cha nhận lại sau gần 40 năm xa cách, là phải có một cái cuộc sống mới để mà tránh đi cái tình trạng gọi là ở nhà trọ gần suốt cuộc đời mà không có tiền để cắt một căn nhà mới. Hôm nay thì được mọi người chung tay với nhau, những người có cái tấm lòng nhân ái được giúp đỡ chị Cẩm Hương như thế này á, thì Bùi Hồ thay mặt cho gia đình của chị Cẩm Hương cùng cháu Đăng, cháu Hải xin chân, cũng như là ông Tư xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Mặc dù có những cái bình luận tiêu cực nhưng nó chiếm một cái phần rất ít trong những cái bình luận tích cực. Và bây giờ để hiểu rõ thêm điều đó thì mời cô bác quý anh chị nghe những người trong cuộc như là chị Cẩm Hương chia sẻ vì sao lại xây căn nhà lớn như vậy và vì sao người ta lại bình luận chị là một người là có lòng tham vô đáy nha. Vô đây cô bác quý anh chị. Ngôi nhà này thì chị mới xây dựng, mới xây gạch lên cách đây 2 ngày thôi. Và với 2 ngày thì chúng ta đã thấy hình dáng của ngôi nhà đã bắt đầu hiện dần lên. Hai bên thì được xây dách nè. Kết cấu của ngôi nhà xây theo hình dáng của một cái chữ L. Đây là theo ý kiến của Mạnh Thường Quân. Lúc đó thì chị Cẩm Hương nhận được sự giúp đỡ rằng yêu cầu xây dựng quy cách ngôi nhà như vậy thì chị sẽ làm theo. Thì xây ở bên đây là một cái hành lang nè. Cô bác của chị bên đây là một cái gian nhà chính gồm có 2 phòng luôn. Nhưng mà sau một thời gian đó thì bỗng dưng thì có một sự trục trặc, sự cố nhỏ thì chị Cẩm Hương phải thay đổi lại cái quy cách cũng như là sự hỗ trợ kết nối của Mạnh Thường Quân. Chị Cẩm Hương cũng ở trong này nè cô bác quý anh chị. Thời tiết nhiệt độ bây giờ ở miền Tây là gần 40 độ C, rất là nóng. Các anh thợ phải rất là vất vả để thi công các công trình này. Mồ hôi của các anh nhễ nhại hết à. Trước đây đã. Chào anh. Xây không ngày được mấy ngày rồi? Ngày này nữa ngày đầu. Cái dách này là cái dách đầu tiên luôn đúng không? Đúng rồi. Nắng gì có cực lắm không? Cực chữ trời đó. Nhưng mà cố gắng đúng không? Cố gắng. Dạ. Cố gắng cho hoàn thành. Dạ. Rồi cố gắng làm giữ gìn sức khỏe để cho công trình của mình nhanh chóng nó được hoàn thiện hơn ha. Rồi. Chắc ngày mai nữa là mình xong cái phần dách bên đây hả? Chắc ngày mai nữa quá. Dạ. Ở bên đây là cái phần này là chữ L, cái lối đi ra vô đúng không chị? Đây nè, chữ L bên đây nè. À. Còn đây là những cái gian phòng ở ngoài sau đó là một cái bếp. Ở sau đó là cái nhà vệ sinh, nhà vệ sinh với lại không gian. Đây nè cô bác quý anh chị, đặt quay cho cô bác quý anh chị xem nè. Bên đây là cái nhà vệ sinh nè. Ở bên đây là cái không gian của cái bếp á. Thì ở bên đây có những cái cửa sổ để mà lấy gió vào nữa. Nói chung là về cái ngôi nhà đó thì cũng khá là đẹp luôn, khá là hoành tráng luôn cô bác quý anh chị. Đây là những cái cột thì được đổ như thế này nè, rất là kiên cố ha. Thì tí xíu nữa thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem tiếp. Và bây giờ thì hỏi ý kiến của những người trong cuộc như chị Cẩm Hương nè. Cho em đeo cái này với. Rồi em chào chị Cẩm Hương. Hôm nay là cũng hơn nửa tháng cái công trình mình được xây dựng nên rồi. Ngôi nhà mơ ước cũng đã sắp hoàn thành.
những cái khó khăn nó cũng đối với chị nó cũng đã điếm trả nhiều, và chị có thể gọi là hiểu được cái ở trên mạng nó có sự nguy hiểm như thế nào, mặc dù được mọi người chung tay với đúng nhau. Rồi, chị bên hiểu. Cạnh đó có những cái bình luận cực kỳ tiêu cực, và đối với em á, là một người phụ nữ như chị á, thì nó kiểu là khó chịu trong lòng đúng không? Rồi chị có đọc được những cái bình luận tích cực về cái tấm lòng hiếu thảo của chị đối với ông Tư, cũng như là được sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Bên cạnh đó thì có những cái bình luận cực kỳ tiêu cực, mà đối với những người như chị thì chắc có lẽ là nó rất là khó chịu. Và đối với chị thì những cái bình luận nào mà gây cho chị nỗi buồn nhất ha? Có lẽ là buồn nhất có lẽ là những cái bình luận mà nói chị thế này chị thế kia, nhưng mà chị không quan tâm đâu em, tại vì thật ra thì những người hiểu mình thì ít, những người không hiểu mình thì rất là nhiều. Những người hiểu mình thì đã chung tay, đã góp phần lo cho mình được như thế này rồi thì mình rất cảm ơn. Còn những người đã, người ta đã không hiểu mình thì bây giờ mình có giải thích hay là có gì thì cũng vô ích thôi. Cho nên là chị cũng không buồn gì đâu, tại vì biết nói sao được giờ, chị cũng là phụ nữ mà. Một mình chị đã lo đã nhiều rồi, đã chịu đựng quá nhiều rồi, cho nên là những cái tổn thương dù ít hay nhiều gì đó thì đối với chị cũng bình thường à. Bây giờ giống như là trai cảm xúc luôn à. Ừ. Cái thứ nhất là em là một người bình thường thì em sẽ không hiểu rằng em nói ơ chị tại sao lại được giúp đỡ một cái ngôi nhà to như vậy, thì chị có thể giải thích cho mọi người hiểu không? Để được giúp đỡ một cái ngôi nhà to như vậy, chị cũng nói với em là đó là do một cái duyên của một cái mạnh thường quân. Cô ấy đồng cảm với chị, tức là cô ấy đồng cảm với chị là một người phụ nữ là phải gồng gánh nuôi hai đứa con nó ăn học như vậy, rất là vất vả. Và bản thân của cái mạnh thường quân đó ngày xưa cũng vậy, ngày xưa cũng là cha mẹ bỏ rồi phải một mình nuôi con. Cho nên là cô ấy rất là hiểu và thông cảm với nỗi khổ của chị. Cho nên là cô ấy mới thương chị, đồng cảm với chị và sẵn sàng bỏ tiền ra để mua nền, rồi giúp đỡ chị một phần để xây nhà. Và ngôi nhà thiết kế như vậy cũng là do mơ ước của cô ấy, muốn cho chị có một cuộc sống nó ấm no, nó đầy đủ hơn một tí xíu, là có chỗ ở thoải mái như vậy. Nhưng mà có lẽ là cái vùng đất ở Cà Mau này nó khác so với ở thành thị, ở thành phố, cho nên là nó cái đất phù sa mà em biết mà. Cho nên là cái mạnh thường quân đó với một số tiền là khá là nhiều để giúp cho chị, nhưng mà tại vì do là chị cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà có duyên thì nó chỉ đến như vậy thôi. Là mạnh thường quân nó chỉ giúp được là cái phần đất và cái phần nền, rồi cái phần cột như em đã thấy đó. Rồi sau đó thì mạnh thường quân đó do một cái đúng rồi hết duyên, cũng như do một cái nguyên nhân nào đó giống như là hết duyên, thì mặc dù bây giờ mạnh thường quân đó vẫn rất là yêu thương chị luôn đó, đúng rồi, vẫn theo dõi và rất là yêu thương, đã đồng cảm chia sẻ với chị, nhưng mà cái phần hỗ trợ thì không còn nữa. Và mai mà nhờ được một cái anh thường quân ở bên Mỹ đã hỗ trợ chị làm cái phần trên này, và khi cô ấy nghe được tin như vậy thì cô ấy rất là mừng, tại vì có một người đã tiếp tay với cô ấy lo cho chị là cô ấy rất là vui, tại vì cái nỗi lo của cô ấy đã dở dang như vậy rồi, bây giờ có một người chung tay lo thì cô ấy vui lắm. Có một người, có những người người ta lại nói như thế này: tại sao chị chưa nhận được tiền mà chị lại xây căn nhà như vậy? Có phải chị là một người có một cái lòng tham không đáy không? Không đáy, đúng rồi. Có mà, chị có biết đó mà. Nhưng mà chị cũng chia sẻ với em thế này, là cái cô mạnh thường quân đó, chị làm thì mỗi một lần làm như vậy tiến trình tới đâu thì là chị sẽ gửi lên cho cô ấy, và cô ấy sẽ gửi tài khoản về cho chị là thanh toán. Nhưng mà do một trục trặc gì đó thì nửa chừng thì hết duyên, cho nên là cô ấy không thanh toán được, chứ không phải là do là tự chị mà làm như thế này đâu. Những ngày qua thì em ở đây em rất là hiểu và đồng cảm với lại cái hoàn cảnh của chị đó.
vừa lo cho ông Tư lại vừa lo cho cái việc xây nhà, việc chạy mà để tìm thợ nó cũng vô cùng vất vả ngay tại cái xứ này. Nó không phải là một cái câu chuyện đơn giản là có thợ sẽ xây liền, mà còn phải thương lượng giá, rồi còn phải kêu gọi vật tư, rồi cũng phải thuê thợ nữa. Thì đối với chị là có khi nào lúc trước mà Mạnh Thường Quân ngưng hỗ trợ, có khi nào chị nghĩ rằng là nhà mình sẽ thiết kế cái phần cuốn nền ở trên giường tôn không? Có chứ em, lúc mà cô ấy Mạnh Thường Quân ấy ngưng hỗ trợ thì chị nghĩ là thôi bây giờ mình có phần nền rồi thì mình làm đơn giản thôi để mà có cái để mà ở được là được rồi, ổn định là được rồi. Nhưng mà cũng may thay là có một Mạnh Thường Quân khác chung tay với chị, cho nên là bây giờ thì mình công trình mình tiếp tục như vậy đó. Thì hiện nay thì cái số tiền của mình á có đủ để xây sở hết cái phần của căn nhà cũng như là làm hoàn thiện cái căn nhà không chị? À, đủ em, tại vì phần sau phần trên với phần trên này là chị giao cho Đạt, là chị nhờ Đạt giùm tính toán giùm chị là chi phí nó sẽ mất bao nhiêu nữa, rồi thông báo cho Mạnh Thường Quân đó chuyển về cho chị. Bây giờ là cho nên theo sự tính toán của Đạt là chắc đủ đó em. Tạm thời thì đủ để hoàn thiện cái căn nhà. Đúng rồi, theo tính toán như vậy là đúng. Chứ để mà theo tỉ mỉ hết thì những cái chi tiết nhà thì nó phải xây dựng, nó có sự phát sinh. Thì hiện tại tính là như vậy là đủ đó. Còn cái phát sinh gì thêm á thì cũng không biết nữa, mình tới đâu thì mình tính tới đó. Còn tạm thời thì Đạt nó tính như vậy là bao nhiêu đó thì Mạnh Thường Quân kia cũng hỗ trợ được bao nhiêu đó. Đối với chị thời gian này thì việc xây dựng cái căn nhà của chị như thế này, cái vấn đề khó khăn nhất đối với chị là gì? Khó khăn là do chị là phụ nữ, chị không có gành về việc xây dựng cũng như là những cái gì khác hết trơn em. Cho nên là may mắn là lúc đầu thì chị rất là vất vả, rất là khó khăn để mà tìm kiếm thợ cũng như là vật tư rồi đủ thứ cái hết như em nói đó. Rồi sau này thì mấy ngày nay thì nhờ có Đạt ở đây. Đạt cũng giúp giùm chị là tính toán là chi ly ở đâu đó lợp mái hay là nãy kia đó thì nó cũng đỡ, chứ đúng ra nếu mà mình chị thì chị không thể nào xoay sở nổi luôn á. Tại vì Đạt là đã từng làm hồ nên sẽ biết, và em cũng rất là tin tưởng Đạt. Thì đó chị cũng rất là tin tưởng chỗ Đạt. Có một cái vấn đề em muốn cần chị chia sẻ về cái phần nền móng ở đằng sau nè chị. Em nghĩ ra sao đi, thì họ cho rằng việc xây dựng cuốn nền như vậy là nó chưa đủ độ chắc chắn đối với một cái ngôi nhà gần sông nước như thế này. Thì chị có thể giải thích được rằng là như vì sao lại cuốn nền như vậy và nó có đủ độ chắc chắn theo chia sẻ của thợ không? Đối với mấy anh thợ hoặc là đối với vùng đất này thì vì đây là đã khá chắc chắn rồi đó em. Em ra đây chị chỉ cho. Ở đây mình còn đất nè. Thì chị đang nhờ sau này sẽ dục đất lên thêm phía sau này nữa. Như vậy nó sẽ rất là bảo đảm. Có dự tính là công trình của mình đến bao nhiêu ngày nữa sẽ hoàn thành không chị? Anh thợ là cho hay là cái khoảng 10 ngày nữa là xây tô này xong đó. Thì thiết kế những cái phòng ốc hoặc là gắn cửa hay là làm phòng này nữa thì chị cho là chắc nửa tháng nữa là rồi đó em. Nếu mà theo tiến độ như bây giờ á thì nửa tháng nữa là xong đó. Theo chia sẻ của chị á thì rất là vui mừng như thế này nè. Ông Tư cũng vui mừng. Thì chị có thường nói với em là Hải với Đăng nó muốn dắt bạn nó về nhà chơi nhưng mà không dám dắt về, lý do do đơn giản là vì mẹ mình ở trọ lại không có nhà những cửa, cái điều kiện không có nhà, nói chung cửa, là bạn đang rất lắm cửa. Thì khi mà xây hết được căn nhà như thế này thì chỉ có nghe Hải Đăng nói về nói chia sẻ về chị những cái mơ ước trong nhà mới không? Có chứ. Khi mà có được ngôi nhà của mình á thì hai đứa nó cũng vui lắm. Nó cũng tính toán rồi, tức là trang trí nhà như thế nào đó, mặc dù là tiền trong tay thì không có thiệt, nhưng mà nó cũng mơ ước, nó cũng tính là mẹ ở phòng rồi trong phòng có gì nó tính hết. Nhưng mà kệ đi, mơ ước của con mà, mình thì mình phải cố gắng thực hiện thôi chứ sao giờ. Rồi, sau này thì bạn bè nó chắc về thì nó tự tin, mình đã có nhà rồi, hai thằng nó cũng lớn rồi. Mà em muốn chị chia sẻ về cái tình hình của sức khỏe của ông Tư hiện tại như thế nào không? Cha thì mấy ngày nay cha ăn cũng được, cha ăn được, cha hơi đau cái chân thì cha thì hơi đau, chị đã ngâm thuốc theo chỉ dẫn rồi, thì chị cũng kiếm thuốc rồi bóp tay dầu nóng là bóp chân cho cha đó.
thì cha cũng đi lại, nói chung từ nhà chị xuống ghe, từ ghe lên nhà chị thì cha đi lại rất là ổn. Rồi cha ăn uống rồi cũng tạm. Cha hồi hôm cha ăn hết, hồi chiều qua là cha ăn hết một chén cơm gì đây luôn á, một chén cơm. Nhưng mà cha sống rất thoải mái. Trên nhà ban ngày dạo này em thấy đó rất là nóng, cho nên là cha xuống ghe, cha xuống dưới ghe cha nằm. Ở dưới ghe thì đúng là mát thiệt luôn á. Ở trên nhà thì quá trời nóng, cha không chịu được, cha xuống ghe cha nằm. Rồi chị đem bân sáng buổi trưa thì đem cơm xuống cho cha, chiều thì mời cha lên nhà ăn cơm cho nó vui, để nó chia sẻ lại những cái cảm xúc của mình khi mà được mọi người có những cái bình luận, phải nói là coi như là đã kích công kích mình luôn á. Thì chị có cảm thấy mình nhẹ lòng hơn không? Nhẹ lòng chứ em, để cho mọi người hiểu mình hơn á, thì khi đọc được những bình luận đó thì đúng là đau lắm. Tại vì nhưng mà người ta đã không hiểu mình rồi á, thì bây giờ chị được giải thích như vậy á, thì hy vọng là mọi người sẽ hiểu chị hơn. Thực ra là chị cũng không có mơ ước cao sang như vậy. Tất cả các thiết kế cũng như ngôi nhà này á, là một tay do Mạnh Thường Quân hỗ trợ chị đó, là vẽ ra thiết kế chị phải làm theo như vậy đó. Chứ nếu mà cho chị quyền chọn lựa thì đơn giản thôi, có miếng đất rồi chị chỉ cặm một cái nhà nho nhỏ đủ mẹ con sống thôi, chứ không có mơ ước được như thế này đâu. Nhưng mà do là tình cảm của một Mạnh Thường Quân đó dành cho chị nhiều quá, do rồi, cái duyên với lại cái phước duyên của chị đó, chị cũng đó, cho nên là cô ấy phải muốn cho chị mà có cái cuộc sống nó như vậy đây, rồi cô ấy phải thiết kế vậy vậy đó, cho nên là chị phải làm theo. Có nhiều ý kiến cho rằng á, tại sao Bùi Hồ với lại Đạt Đồng Tháp không chia sẻ về những cái hoàn cảnh khác, vì xã hội này có cần có rất là nhiều cần sự giúp đỡ khó khăn hơn chị Cẩm Hường, mà tại sao chị Cẩm Hường lại giúp được cái số vốn nhiều như vậy? Thật ra Bùi Hồ cũng giải thích như hơi này nè cô bác quý anh chị. Nếu như mà cô bác quý anh chị hiểu được á, thì thông cảm cho Bùi Hồ cũng như là chị Cẩm Hường, cũng như là Đạt Đồng Tháp, như là Út Đồng Tháp. Còn không hiểu được á, thì đó chỉ là một sự ngụy biện thôi. Như thế này, Bùi Hồ nghĩ á, theo nhà Phật thì nó sẽ có một cái luật gọi là luật nhân quả. Chắc có lẽ là kiếp trước á, phước của chị Cẩm Hường còn, nên thành nữ là kiếp này chị Cẩm Hường khi vừa gặp khó khăn thì phước của kiếp trước nó còn tạo ở kiếp này, nên thành nữ là chị Cẩm Hường xứng đáng được như vậy. Có những cái trường hợp người ta lại nằm trong bệnh viện rất là khổ, nhưng mà khi mà kêu gọi không ai đến giúp đỡ kịp thời thì không may thì lại càng lâm nguy hơn. Đó là những cái phước cho mình tạo ra kiếp trước và xây dựng. Và Bùi Hồ tin về điều đó và cũng rất là tin về luật nhân quả. Giống như chị Hường à, duyên lành đó là chị nhận được ông Tư là cha của mình, rồi sau đó thì những cái duyên lành nó cứ đến với chị Cẩm Hường. Chứ thật ra thì bản thân của chị á, cũng không bao giờ nghĩ rằng á, ngày hôm nay mình lại có được ngôi nhà như thế này đâu. Mà chị nghĩ rằng á, đem cha mình về nuôi, dù sao á, thì cháu Hải với cháu Đăng cũng có được gọi cái tiếng ông ngoại. Có bà ngoại thì cũng phải có tiếng ông ngoại. Sống trong một cái căn nhà khi đi học thì thưa ông ngoại đi học nó cũng vui hơn, đúng không? Như đến ngày hôm nay có nhà, đây là một cái duyên lành. Nhà chị nói với Bùi Hồ rằng á, nhà chỉ cần nhỏ thôi, có nơi trú mưa trú nắng để mọi người có thể ở trong gia đình có thể ra vào và không bị tốn tiền bởi cái chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng như là cái chi phí mà tốn tiền trả trọ hàng tháng. Thật ra 1 triệu đối với chị Cẩm Hường nó rất là lớn, tại vì mỗi một ngày thì chị chỉ thu vào tiền từ lập tôm từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ, khoảng 250 hả chị hả? Đúng rồi, khoảng 200 ngoài thôi. Khoảng 250 ngàn, thì trong 250 ngàn đó thì chị phải dành là mỗi một tháng là chị được 200 ngàn, là 300 ngàn thì được 6 triệu, đúng không? Được 4,5 triệu. Mỗi một ngày vậy là mất 35 ngàn tiền nhà đó. Thì chị phải mất là 1 triệu hết tiền nhà, tiền ăn uống, tiền hai đứa bé đi học. Thì đối với chị được có ngôi nhà, chị không dám mơ tới, chứ đừng nói ước muốn là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay á, được cô bác với anh chị chia sẻ thì được yêu thương, được mọi người chung tay giúp đỡ, một phần là do duyên, là do phước, và người ta cảm nhận được rằng chị Cẩm Hương là một người con hiếu thảo, nên người ta cùng chung tay nhau giúp đỡ. Có những cái bình luận tiêu cực như thế này nè: Bùi Hồ với lại Đạt với lại Úc muốn bao tiền Mạnh Thường Quân nghe như thế nào mà cứ quay nhà chị Cẩm Hường suốt. Thật ra những cái bình luận đó đối với Bùi Hồ nó rất là bình thường,
Tại vì bị chửi cũng rất là nhiều rồi. Và mình đã thấm thía được cái đó. Nên là nữ kiểu giống như là gần trai đi cảm xúc. Nhưng mà một lần nữa thì dù sao cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Có những người tích cực thì cũng phải có những cái bình luận tiêu cực để góp ý cho sự cho chị Cẩm Hường cũng như là Bùi Hồ có sự phát triển hơn trong cái thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ cùng mời cô bác quý anh chị cùng nghe chia sẻ về cái tình hình làm nhà hiện tại của chị Cẩm Hường đến thời điểm này như thế nào và thời gian sắp tới sẽ ra sao ha. Thì em thấy rồi đó, bây giờ mình nhà thì giờ xây bên cách bên đây, xếp bên đây nữa thì thầy thợ nói là khoảng 10 ngày nữa là mình 10 ngày nữa là mình ổn rồi đem. Còn phần nội thất bên trong thì có thể kéo dài thêm vài ngày nữa. Gạch này là bao nhiêu một viên chị? 1.400. Ngày xưa gạch này là có 700-800 đồng thôi nha. Nhưng mà gạch này bây giờ vật tư nó lên giá. Cắt một cái ngôi nhà nó không phải là chuyện đơn giản. Cắt ngôi nhà nó phải phát sinh cái chi phí nhiều lắm. Và thậm chí hiện nay vật tư thì nó lên giá rất là nhiều. Tiền thợ là mỗi ngày nhiêu? Mỗi ngày thì thợ thì 350 một ngày, phụ là 270. Nó cái giá chung của tỉnh Cà Mau mình là vậy đó. Ba ông thợ, một ông phụ là hơn 1.150.000. Với một ông phụ 270 nữa là 1.250.000. Một triệu 1.320.000. Là mỗi ngày tốn 1.300.000. Này không chung tay nha, không biết khi nào chị có được ngôi nhà này nữa. Đây nè, ở đây thì các anh thợ cũng đang tiến hành đang xây rất là nóng luôn mọi người. Cực kỳ nóng và thời gian làm lúc 1 giờ rưỡi ra đây giống như cái lò hỏa diệm sơn mà ngày xưa coi cái bộ phim mà Tây Du Ký vậy đó. Mà đúng đường rồi. Tăng mà đi thỉnh kinh nóng bốc khói luôn, đội đã đen rồi đội nó đem cái nón lá. Nó càng đen thêm. Đây là trước đây á là chưa có thợ này nè, chị Cẩm Hường Bùi Hồ có coi cái clip là chị Cẩm Hường phải xây sắt cho Đạt, xây làm chị phải trồng hồ, để cho Đạt xây. Xây đó cực lắm chứ không phải chuyện tại vì á hôm nay hai ngày nay là tại vì là Đạt nó tính là nó phán lại cho thầy thợ cho nên chị không có phải thợ thì ảnh không có muốn chị phụ. Cho nên chị mới được thảnh thơi về đây nè, chứ thường ngày thì chị vào không có phụ thì chị phải tại vì tiết kiệm mà chi phí mướn phụ đó. Chị lăn xả vô, chị làm. Chị là cái ngày trồng hồ này là ngày của chị Hường à? Không phải là nghề đâu, tại gặp thời thì mình làm thôi. Thợ này rồi, người ta có thợ hồ thì có thợ ép, chị là phụ hồ ép. Phụ ép đó, đúng rồi, chị nên vào làm phụ là ép đó. Không có thợ phụ thì mình phải làm. Đúng rồi. Mấy ngày đó cực dữ không? Mấy ngày đó cực không có cực mà nắng nè, em thấy nắng này nè. Rồi á chị phải làm nó ra mồ hôi nhiều á. Rồi. Ai cũng nói là trời ơi, mấy người, mấy cô chú thương thì bảo là Cẩm Hường dạo này đen, ốm đen quá, phải chịu thôi chứ nắng này mà biết sao được giờ. Thậm chí có như thế này nè, khi mà Đạt quay lên chị Cẩm Hường sắp xi măng á, rồi Đạt xây á, mọi người nói là ô hai người đó là màu, diễn, đó, phải làm sao mà để cho vừa lòng hết tất cả mọi người. Để chia sẻ được thì nó cũng rất là khó. Khi mà Bùi Hồ đi Tây Nguyên thì có được những cái bình luận vô tìm Tây Nguyên rồi con của chú Tuấn á. Thì mọi người nói là về nhà có chị Cẩm Hường tại sao công trình lại ngưng rồi kìa. Thật ra có những cái ý kiến nó vô cùng độc, đôi khi thì cũng cười thầm. Nhưng mà có những cái ý kiến thì nó lại buồn trong lòng. Nhưng dù sao á, đó là cũng là những cái góc nhìn khác nhau của một người. Và mình không có quyền cấm cản người ta góp ý kiến cho mình. Nhưng mà chung quy lại á, những ý kiến á, khen thì cũng được, chê thì cũng không sao. Nhưng mà giúp cho mình nó sẽ phát triển hơn trong cái thời gian sắp tới nha chị ha. Đúng rồi. Còn bây giờ thì Bùi Hồ cũng sẽ ở đây để 1-2 ngày nữa thì sẽ tặng một cái phần quà cho ông Tư từ ở ngoài Hà Nội. Còn bây giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ với lại Út Đồng Tháp với lại chị Cẩm Hường xin chân thành cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này để có thể hiểu hơn vì sao chị Cẩm Hường lại xây một cái ngôi nhà to như vậy khi được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Và chân thành cảm ơn những cô chú anh chị đã đồng hành cùng kênh của Bùi Hồ cũng như là đã hỗ trợ cho ông Tư có thể đoàn tụ lực với con mình cho chị Cẩm Hường có được một ngôi nhà mới. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Bye bye.